Xin chào tất cả quý vị và mọi người. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ xem cái ngày nào tốt nhất để chúng ta biết được những ngày tốt đó để mua xe và sẽ thành công cho quý vị để mở khối bị cấn kỵ những ngày xấu trong tháng 5 năm 2021 này. Và lựa cái ngày nào tốt nhất để chúng ta mua xe. Nếu mà trúng những ngày xấu, mua xe trúng ngày xấu thì dẫn đến tai nạn này và hư hao, dẫn đến hao hụt tiền bạc cho chúng ta. Cho nên tôi sẽ xem cái ngày nào tốt nhất trong tháng 5 năm 2021 này cho quý vị để mà mua xe sẽ thành công và sẽ mang đến may mắn, mang đến tiền tài cho quý vị. Và quý vị xem từ đầu đến cuối để mà biết được cái ngày nào tốt nhất để chúng ta mua xe. Tất cả các xe nào ta cũng vẫn mua được, và đúng cái ngày tốt đó thì ta sẽ mua sẽ thành công và tránh những ngày xấu ra. Quý vị nên xem từ đầu đến cuối để mà biết được cái ngày nào tốt nhất trong tháng 5 này. Thì ngày mùng 1 tháng 5 mùng 1 tháng 5 là ngày của Kỷ Sửu và ngày của Sơn Nguy và Sao Đẩu. Ngày này thì có địa tài Ly Sào và Nguyệt Hư. Ngày này thì ngày mùng 1 thì không có tốt cho công việc là mua xe, vì ngày của Ly Sào là Sào Sáu trong gia đình. Mình mua xe về sẽ dẫn đến hư hao hoặc là dẫn đến xào xáo, dẫn đến cãi kình cãi vẽ và không có tốt cho công việc mua xe, dẫn đến hao hụt tiền bạc. Cho nên ngày mùng 1 thì chúng ta không nên mua xe mùng 1 tháng 5. Đây là xem ngày âm lịch. Ngày mùng 2 tháng 5 thì ngày này ngày Canh Dần và ngày của Hắc Đạo, ngày của Cô Thần và Đại Không Vong. Cho nên ngày này cho dù là ngày thực thành, cho nên ngày này Đại Không Vong có vong hồn. Cho nên ngày mùng 2 tháng 5 này chúng ta không nên mua xe, vì ngày của Đại Không Vong và Cô Thần ngày của rất xấu, không nên mua xe trong ngày này. Ngày mùng 3 tháng 5 thì ngày của Tân Mão, ngày của Tam Lương. Những ngày có Tam Lương Ly Sào thì chúng ta không nên mua xe, chúng ta nên bảo quản. Ngày mùng 4 tháng 5 thì ngày của Nhâm Thìn, ngày của con vua và không phòng và hành thủy trực khai. Cái giờ tốt thì giờ Dần, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi. Những giờ đó thì chúng ta nên mua xe sẽ thành công. Và ngày này thì rất tốt cho công việc mua xe. Ngày mùng 4 tháng 5 là ngày tốt để chúng ta mua xe về chạy chơi, mua xe làm ăn, thì tất cả các xe này tao vẫn mua được. Thì ngày mùng 4 thì ngày tốt để chúng ta mua xe. Còn ngày mùng 5 tháng 5 thì ngày của Quý Tỵ, ngày của Nghiệp Kỵ. Những ngày cá Nghiệp Kỵ hoặc Tam Lương thì không nên mua xe, vì ngày Kỵ thì kỵ tất cả. Cho nên ngày xấu chúng ta không nên mua xe trong ngày này. Và ngày mùng 6 tháng 5 thì ngày của Giáp Ngọ, ngày của Thiên Quan, Mãn Đức Tinh, ngày của Hành Kim và Trực Kiếm. Ngày này thì giờ tốt, giờ Tí, giờ Sửu, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu. Ngày mùng 6 tháng 5 nói chung thì ngày tốt để chúng ta mua xe, không bị cấn kỵ gì tất cả. Cho nên ngày mùng 6 tháng 5 là ngày tốt chúng ta mua xe về để chơi, mua xe làm ăn, thì những cái xe đó thì ta mua được. Thì ngày mùng 6 thì không có cấn kỵ gì cả. Và tiếp theo thì ngày mùng 7 tháng 5 thì ngày của Tam Lương rồi. Những ngày có Tam Lương hoặc là Nghiệp Kỵ thì chúng ta không nên mua xe, hoặc là sách chủ không mua xe. Ngày mùng 7 tháng 5 là ngày của Tam Lương, cho nên ngày này ta bỏ qua, không nên xem. Ngày mùng 8 tháng 5 thì ngày của Bính Thân. Ngày này ngày của sát chủ Thổ Ôn. Những ngày có các sát chủ là sát mạng,
dẫn đến chết chóc, cho nên ngày này mùng 8 là chúng ta không nên mua xe, dẫn đến tai hại trong gia đình hoặc là chết chóc, cho nên ngày mùng 8 là ngày xấu, không nên mua xe. Ngày mùng 9 tháng 5 thì ngày của Đinh Dậu, ngày này là ngày của Thiên Quý và Thiên Cương có trùng tang, cho nên ngày này dẫn đến trùng phục, trùng tang, dẫn đến chết chóc, cho nên ngày này không tốt cho công việc mua xe. Ngày mùng 9 không nên mua xe. Ngày mùng 10 tháng 5 thì ngày của Mậu Tuất, thì ngày của đại hao, quỷ khóc. Những ngày có đại hao và quỷ khóc thì dẫn đến hao hụt tiền bạc, có quỷ khóc cho nên ngày này rất là xấu. Đại hao là hao hụt tiền bạc, dẫn đến hao hao, hoặc là mình mua về, mua về dẫn đến hao hụt tiền bạc. Ngày mùng 10 này là ngày xấu, chúng ta không nên mua xe. Ngày 11 tháng 5 thì ngày của Kỷ Hợi, ngày của xích khẩu và có chu trước khắc đạo. Những ngày có xích khẩu là đấu khẩu, dẫn đến cãi tình cãi quẻ, không có tốt trong công việc mua xe, dẫn đến không thành công hoặc là dẫn đến làm ăn sẽ thất bại, không nên mua xe ngày 11 tháng 5 này. Ngày 12 tháng 5 thì ngày của Canh Tý, ngày của Thụ Tử Ngũ Hư. Thụ Tử là tử mạng, cho nên ngày này chúng ta gọi là trực khóe nữa, cho nên rất là xấu. Những ngày cá trực khóe thì không nên mua xe, dẫn đến hao hụt tiền bạc hoặc là phá tan những công việc của mình, hoặc là phá tan những công việc mua xe, xe của mình dẫn đến hư hao và không thành công. Nói chung như vậy là trực khóe, chúng ta không nên mua xe, là ngày xấu. Ngày 13 tháng 5 thì ngày của Tân Sửu, ngày của Tam Lương. Những ngày Tam Lương thì nên bỏ qua, không nên xem. Ngày 14 tháng 5 thì ngày của Nghiệp Kỵ rồi. Những ngày Nghiệp Kỵ hoặc Tam Lương chúng ta cũng nên bỏ qua, không nên xem trong ngày này, rất là xấu. Ngày 15 tháng 5 thì ngày của Quý Mão. Ngày này thì ngày của Quảng Vân. Những ngày có Quảng Vân hoặc là quỷ khóc, hoặc là trực khóe, hoặc là sát chủ thì không nên mua xe trong ngày này. Bản vong là vong hồn, cho nên mua xe rất quan trọng cho quý vị. Nếu nhầm những ngày bản vong địa khóe rất xấu và dẫn đến là âm hồn đeo bám, hoặc là cái xe đó sẽ dẫn đến rất là xấu, tung lộn. Cho nên ngày 15 tháng 5 này không nên mua xe. Và ngày 16 tháng 5 thì ngày của Giáp Thìn, ngày của U Vi Tinh, ngày của Không Phòng và Hành Hỏa trực khai. Cái giờ tốt thì giờ Dần, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi, giờ Thìn, giờ là 8 giờ thì chúng ta nên mua xe. Mua xe sẽ thành công. Ngày 16 tháng 5 là ngày tốt để chúng ta mua xe. Mua xe về chạy chơi, mua xe làm ăn, mua tất cả các xe thì chúng ta mua xe nào vẫn được. Nói chung thì ngày 16 tháng 5 là ngày tốt để chúng ta mua xe. Và tiếp theo thì ngày 17 tháng 5, ngày của Hắc Đạo, ngày của xích khẩu và là trực bế, vừa xích khẩu vừa trực bế là bế tắc, đấu khẩu, cho nên ngày này dẫn đến bế tắc và dẫn đến cãi tình cãi quẻ, cho nên ngày này 17 tháng 5 này không nên mua xe, là ngày xấu. Ngày 18 tháng 5 thì ngày của Bính Ngọ. Ngày 18 là ngày Tam Lương rồi, cho nên ngày này chúng ta không nên mua xe. Những ngày Tam Lương hoặc là Nghiệp Kỵ đều là bỏ qua, không nên mua xe trong ngày này, rất là xấu, dẫn đến tai hại. Và ngày 19 tháng 5 thì ngày của Đinh Mùi, ngày của Hắc Đạo và ngày của Trùng Tang, Câu Tầm. Thì nói chung những ngày có trùng tang thì không nên mua xe, dẫn đến chết chóc, trùng tang, trùng phục, thì những ngày đó là ngày xấu, không nên mua xe. Ngày 19 tháng 5 là không nên mua xe. Ngày 20 tháng 5 thì ngày của Mậu Thân, ngày này là ngày của sát chủ và ly xào. Những ngày có sát chủ và ly xào là dẫn đến sát mạng rất xấu, chúng ta không nên mua xe trong ngày này, dẫn đến thất bại và dẫn đến chết chóc. Ngày 20 tháng 5 là ngày sát chủ. Ngày 21 tháng 5 thì ngày của Kỷ Dậu,
thì ngày của thiên cương và tiểu hao, những ngày có tiểu hao hoặc là đại hao đều chúng ta không nên đua xe, dẫn đến hao hụt tiền bạc, dẫn đến tung lộn, dẫn đến hao hụt máy hư, dẫn đến không thành công, cũng như là mua xe bằng dẫn đến thất bại, và là ngày 21 là ngày xấu, chúng ta không nên mua xe. Ngày 25 tháng 5 thì ngày của canh túc, ngày của tam lương và ngày của đại hao, những ngày tam lương thì chúng ta nên bỏ qua, không nên xem. Ngày 23 tháng 5 là ngày nhiệt kỷ rồi, cũng nên bỏ qua, không nên xem trong ngày này. Ngày 24 tháng 5 thì ngày của nhâm tý, ngày của thủ tử và là ngày nghiệp phá thủ tử, và là ngày của trực phá, cho nên ngày này rất là xấu, chúng ta không nên mua xe trong ngày này. Ngày 24 tháng 5 này không nên mua xe, là trực phá, phá tan phá vỡ trong công việc của mình, dẫn đến mua xe thì dẫn đến tự mạng, cho nên ngày này không nên mua xe. Ngày 25 tháng 5 thì ngày của quý sửu, ngày của nghiệp hư và là trung phục, cho nên ngày này chúng ta không mua xe trong ngày này. Ngày 25 là ngày xấu. Và ngày 26 tháng 5 thì ngày của giáp dần, và ngày của hoàng xe cô thần, và ngày là được cái trực thành và sao tâm, giờ tốt, giờ tí, giờ xỉu, giờ thìn, giờ tỵ, giờ mùi, giờ tốt, những giờ đó thì chúng ta nên mua xe sẽ thành công cho quý vị. Nên mua xe lúc 8 giờ, giờ thìn là lúc 8 giờ, 8 giờ sáng thì chúng ta nên mua xe. Những giờ đó sẽ là giờ tốt và sáng sủa, cho nên những giờ đó là giờ tốt, chúng ta mua xe sẽ thành công và đem mang đến may mắn cho mình. Ngày 26 tháng 5 là ngày tốt, được cái thực thành. Và ngày 27 tháng 5 thì ngày của ất mão, ngày của tam lương, những ngày tam lương thì ta nên bỏ qua, không nên xem. Ngày 28 tháng 5 thì ngày của bính thìn, ngày của dương thác, những ngày có dương thác, dương mạng, dẫn đến là không thành công cho công việc mua xe. Những ngày có âm dương đó, dương là dẫn đến là chiếc xe của mình không được yên ổn, cho nên ngày này không nên mua xe. Ngày 29 tháng 5 thì ngày của đinh tỵ, ngày của xích khẩu tùng tang, những ngày có xích khẩu hoặc tùng tang là không nên mua xe, dẫn đến tai hại trong gia đình, dẫn đến cãi kình và chết chóc, không nên mua xe. Và ngày 30 tháng 5 thì ngày của mậu ngọ, ngày của nghiệp tận rồi, những ngày cuối tháng là không nên mua xe, dẫn đến tận số tận mạng là ngày xấu. Thì nói chung thì ngày tháng 5 năm 2021 của ngày âm thì trong đó có cái mấy ngày là tốt nhất để chúng ta mua xe sẽ thành công thôi. Ngày mùng 4 và ngày mùng 6, ngày 16 và ngày 26 đó là những ngày tốt nhất chúng ta mua xe, tất cả các xe, xe 4 bánh, xe 2 bánh đều mua xe được, hoặc 6 bánh, tất cả xe. Thì những ngày đó thì chúng ta nên mua xe rất là tốt. Thì trong tháng 5 đó có 4 ngày, mùng 6, mùng 4, mùng 6, 16 và 26, những ngày đó tốt nhất. Và tôi đã xem xong cho quý vị những ngày tốt nhất để chúng ta mua xe, không bị cấm kỵ những ngày xấu. Chúc cho mọi người mua xe sẽ thành công, những ngày đó sẽ mang đến may mắn cho mình. Xin chào tất cả mọi người đã xem.